Phòng Huế xin kính chào quý khán giả cùng các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thân kính. Trang Thanh Lan xin kính chào quý khán thính giả thân mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hành trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Đài Hùng Việt. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước. Để chúng ta có thể chia sẻ những kỷ niệm, những vui buồn mất mát trong thời chinh chiến, tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Phương Hồng Quế rất mong đón tiếp tất cả các quý vị cụ quân nhân, các người vợ lính, các người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên, tâm sự, chia sẻ những buồn vui, kỷ niệm thời chinh chiến. Tất cả những hội đoàn, hội quân nhân có những chương trình liên quan về lính, xin gửi về cho chúng tôi. Tiếng Hát Hậu Phương sẵn sàng phổ biến tất cả những tin tức đến với quý khán thính giả khắp nơi và những ý kiến đóng góp. Xin quý vị email về tienghathauphuong@yahoo.com hoặc quý vị có thể điện thoại trực tiếp vào để yêu cầu với số phone 714-933-7877. Và hôm nay thì chương trình Tiếng Hát Hậu Phương rất là vui để đón chào một người khách rất là đặc biệt, rất là đa tài, một người anh trong gia đình văn nghệ chúng tôi, làm cũng là một chiến sĩ, một ca sĩ rất là kiêu hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bác sĩ Huỳnh Văn Chỉnh, cũng như là ca sĩ, nam ca sĩ Trung Chỉnh, và anh là chiến sĩ thuộc sư đoàn thủy quân lục chiến và tiểu đoàn 6. Dạ vâng, xin mời anh. Dạ, Trung Chỉnh xin hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả của Đài Hùng Việt. Xin chào anh bác sĩ Trung Chỉnh. Em hôm nay là em rất là được hân hạnh khi mà được ngồi với anh Trung Chỉnh với một cái áo, bộ áo lính mà một cái phù hiệu mà em yêu từ thuở bé, đó là binh chủng thủy quân lục chiến, cũng như là một bác sĩ gia đình của chúng em, thưa quý vị. Chào cô Thanh Lan, chào cô Phương Hồng Quế. Dạ vâng. Bộ quần áo này là tôi mặc 3 năm ở ngoài chiến trường Quảng Trị. Rất là nhiều kỷ niệm. Và hôm nay thì cũng có tiếng đàn của lúc nào có nghĩa sữa, thưa quý vị. Và ông anh mặc cái áo bộ đồ này rất là nhiều kỷ niệm. 3 năm mà anh vẫn còn giữ cho tới bây giờ. Bộ áo lính này 3 năm ở Quảng Trị, tất nhiên anh nói. Tức là bộ đồ giống như vậy. Giống như vậy. Chứ em tưởng anh bận tới bây giờ cái bộ đồ này đấu giá cơ bộ ha. Bao nhiêu cái lý do gì mà anh có cái kỷ niệm 3 năm của bộ đồ này thưa anh? Đây là binh chủng mà tôi gia nhập năm 1972, mùa hè Quảng đỏ lửa Quảng Trị, và chúng tôi đã từng tham dự những trận đánh khốc liệt ngày đó, để mà nhất là cái trận tái chiếm của thành Quảng Trị. Thành ra cái đó là một cái quân sự, một cái oai hùng của binh chủng thu lục chiến. Khi mà cái trận mà Quảng Trị đó, thì lúc đó em cũng có đi ra ngoài đó, em thấy các anh thủy quân lục chiến và tất cả các anh đều là ngày đêm chiến đấu dữ lắm để mà lấy lại cổ thành Quảng Trị, thì đó là cái chiến công rất là oai hùng của hiển hách của các anh và đi vào lịch sử, thưa anh. Rất là hãnh diện khi được có những cái binh chủng mà coi như là hy sinh tất cả để bảo vệ quê hương đất nước. Nhất là binh chủng thủy quân lục chiến của anh, thì năm 74, cuối năm 74 em có dịp ra ngoài Quảng Trị Hương Điền để em hát cho binh chủng thủy quân lục chiến. Thì lúc đó có ai ha, có trung tá, có hình như có trung tá Trí anh. Lúc đó là anh là đại tá Nguyễn Thành Trí và tướng Bùi Thế Lân. Tướng Bùi Thế Lân. Lúc đó là anh có ngoài đó. Có là đâu có đường về, Hương Điền là bộ chí huy của sư đoàn mấy cô. Còn tôi phải ra mặt trận, tôi đâu được ở đó. Vậy tụi em còn sung sướng hơn các anh. Anh Trung Chỉnh rất là nhiều gian khổ, như vậy em nói cho anh nghe vậy nè. Lúc nào mà anh đi học hát, em nhớ là anh học bác sĩ cái hồi em có đến em đến nhà anh ở một cái đường ở Chợ Lớn Phan Thúy Ký hay gì đó, anh ở trọ một cái nhà đó. Và anh đi chiếc xe mà màu đỏ đỏ là gì?
Bristol. Xe Bristol. Em nhớ còn chạy chiếc xe đó và em chạy chiếc xe. Nhớ dài quá. Em chạy chiếc xe Honda đó. Không biết là ngàn trăm nào em quên rồi, nhưng mà anh còn đi học quân y. 86, 87 gì nữa. Dạ, đúng rồi, lúc anh còn học quân y đó. Thì em tới thăm anh ở trọ trong cái gác đó, thì như vậy là quê anh ở đâu mà anh ở lên Sài Gòn ở trọ? Ở Mỹ Tho. Dạ. Hèn chi. Em thấy cái giọng nói của anh Trung Chỉnh em thấy thân thiết với em, tại vì em là gái Gò Công anh. Cái bên Mỹ Tho. Gò Công Mỹ Tho gần nhau. 30 cây số. Dạ đúng rồi. 30 cây số. 35 cây. Cái thằng Thư có gần Cần Thơ, có Băng Châu không vậy anh? Ồ, Cần Thơ xa rồi. Đó là quá xa. Tại vì em nói thiệt, em ở Sài Gòn không à. Rồi. Thành chi em không có biết mấy cái tỉnh nhiều. Chị Băng Châu là sông Hậu, của em với anh Chỉnh là sông Tiền. Rồi, mình là Tiền Giang. Em nghe cái giọng này em nhớ ông Cò Quận Chín đúng không? Dạ thưa anh, anh gia nhập quân đội năm nào thưa anh? Tôi ra trường là cuối năm 71. Yeah. Thì tới tháng 2 năm 72 là gia nhập quân lục chiến. Rồi tới tháng đầu tháng 4 thì tung ra mặt trận. Mà lúc đó bác sĩ chưa anh? Anh là quân y chưa? Không phải ra trường phải là bác sĩ chứ không bác sĩ. Nhưng mà ra trường là mình phải vô quân y liền. Hồi đó là tôi là quân y rồi. Nhưng mà em có cái thắc mắc. Em có cái thắc mắc là không biết anh Chỉnh là bác sĩ trước khi ca sĩ hay là ca sĩ trước khi bác sĩ thưa anh? Ca sĩ lúc đó còn là sinh viên quân y, sinh viên y khoa. Tức là ca sĩ. Năm 66. Rồi sau đó mới là bác sĩ hả thưa anh? Ra trường là năm 71 luôn mà. Tức là học lâu lắm. Học tới 6-7 năm mới ra trường được. Tức là anh vừa đi hát, lúc đó bạn vừa đi học. Hát không có lâu đâu. Tôi chỉ hát được những năm 65 cho tới năm 69 thì bị cấm, không cho hát nữa. Dạ. Quân y cấm không cho hát nữa. Thì cái lúc đó em thăm anh đó là... Lý do là gì anh? Nói, họ nói rằng là học y khoa bác sĩ thì không có được đi hát. Họ chỉ lấy lý do đó thôi. Nhưng mà anh Trung Chỉnh vừa có giọng hát hay á, mà anh... bật mí không biết quý vị có biết không, nhưng mà Phương Quế biết anh sáng tác cũng rất nhiều bản nhạc hay. Trong đó cái bài hát mà Phương Quế nhớ là Quế thích lắm cái bài hát của anh là cái bài Nàng. Bài Nàng. Phải không anh? Đúng rồi. Nàng không yêu ai bằng yêu chiến binh. Rồi gì nữa hai em quên cái câu cái lời rất dễ thương anh. Khi xa anh em khép kín tâm tình. Khi xa anh em khép kín tâm tình là bài rất dễ thương. Còn ngoài ra cái bài có phải là bài đầu tay của anh sáng tác không hay là bài nào nữa? Còn nhiều bài khác nữa. Dạ. Nhưng mà thí dụ em chưa biết anh kể cho khán giả nghe, khán giả cũng thắc mắc lắm ha. Tại vì mình chưa hát bao giờ nên ra khán giả đâu có biết. Nhưng mà anh cũng nói là để cho biết là anh sáng tác được bao nhiêu bài. Số bài coi chừng em cũng muốn biết. Khoảng 10 bài trở lại. Dạ. Tại vì là giống như là lo làm việc nhiều quá đó, nó không còn cái ngẫu hứng nữa để sáng tác nữa. Để sáng tác nữa. Nhưng mà cái bài Nàng anh sáng tác trong cái dịp nào? Đầm 69, lúc đó là lúc bài Nàng viết chừng khoảng một bữa là xong. Dạ. 69 thì nguyên do nào có một nàng thiếu nữ nào đi qua đời anh đó, nàng bây giờ đó, nàng bây giờ đó, từ đó tới hiện tại luôn phải không? Không thì ý là em muốn hỏi như vậy đó, nàng thiếu nhưng nữ mà nào? em nghĩ là với một bác sĩ đẹp trai như vậy, tài trẻ như vậy mà hát hay như vậy thì em nghĩ chắc cũng phải có vài nàng lân quanh. Mấy cô này nó tò mò quá. Không phải mình tò mò đâu mà quý vị khán giả cũng tò mò, phải là quý vị. Chắc chắn là quý vị khán giả cũng đang tò mò. Biết là anh bác sĩ rồi ca sĩ có những cuộc tình nào đi qua đời anh thành thật. Có thể anh bật mí chút xíu, bây giờ chuyện cũng mấy chục năm rồi. Vậy giống như là người đi qua đời tôi. Lâu quá rồi không nhớ nữa. Thôi mình thông cảm cho anh đi. Sao nhiều khi là chị kiếm nhà coi phải không? Không, chị rất là dễ thương, một bà vợ rất là dễ thương, lúc nào cũng sát cánh với chồng là đồng cảm với chồng lắm. Phải nói rằng đó, bên cạnh người đàn ông mà thành công như vậy thì có một người đàn bà cũng phải rất là giỏi như là bà xã của anh Chỉnh, tụi em cũng rất là quý mến chị. Anh cũng rất là có phước lắm đó mới được là gặp chị đó. Và cái hạnh phúc kéo dài mấy mươi năm như vậy không phải là dễ đâu. 45 năm. Bây giờ mình trở lại cái gì chuyện mà anh đi chiến trường đó, thì em xin hỏi anh với là cái lần đầu tiên mà anh chữa bệnh cho thương binh đó, anh có cảm giác như thế nào? Tôi ra đơn vị ngày 1 tháng 4. Thì lúc bây giờ là trước đó 2 ngày, tức là ngày 29 tháng 3 đó, là quân Cộng sản Bắc Việt đã tổng tấn công miền Nam, đã đánh qua Bến Hải và lấy những cái tiền đồn ở Bến Hải, giống như là tiền C1, C2, Cùa rồi đó, do Linh cam lộ rồi. Thì hai cái trung đoàn của sư đoàn 3 thất thủ, họ chạy về phía sau. Thì là tiểu đoàn sư đoàn thủ lục chiến được lệnh ra trấn giữ bắt đầu từ miền Đông Hà. Đó, còn tiểu đoàn 6 thì chúng tôi nằm ở Ái Tử. Thì 1 tháng 4 tôi vô nằm Ái Tử. Đêm đó nó pháo tơi bời. Nó pháo vào Ái Tử. Thì
Tôi cứ nói mãi được không, quý vị không thể tưởng tượng được rằng là một cái người sinh viên quân y ở Sài Gòn đương ngày buổi sáng thì đi uống cà phê ăn phở rồi vui vẻ, mà tới chừng mà tung ra mặt trận thì cái ngày đầu tiên là cái đã chịu pháo, cái ngày đêm đó rất dữ dội. Chúng tôi nằm đó tới 7 ngày, thì tới ngày thứ 7 thì chúng tôi tung vào Phượng Hoàng, tức là đi vào trong núi, để bắt đầu hành quân vào trong núi, đụng với Việt Cộng. Cái ngày đầu tiên là 9 tháng 4, chúng tôi đụng trận đó gọi là trận để đời. Ngày hôm đó là chúng ta đánh với tăng địch. Lần đầu tiên đụng tăng địch, địch nó rượt chúng tôi chạy. Tăng nhưng mà rồi tăng của chúng ta vào thì tăng của địch nó chạy vào trong núi, và từ đó mình truy. Tăng truy là gì thưa anh? Tăng là xe tăng đó, thiết giáp. Xe tăng, thiết giáp, thiết giáp. Thì dĩ nhiên là ở ngoài chiến trường thì cũng có rất nhiều thương binh, kể cả những người bị tử thương. Thì dĩ nhiên chúng tôi học có những phương pháp, thì cái người nào mình phải chữa trước, người nào chữa sau. Nhưng mà nhiệm vụ của chúng tôi là mình cứu chữa cho những người thương binh tại chỗ, sau đó thì di chuyển họ về phía sau để đưa về bệnh viện. Tức là anh, khi mà anh làm bác sĩ, anh ngoài chiến trường thì anh không có kể là ta hay là địch, tức là hãy tới anh thì anh chữa, hay đúng, là như thế đúng, nào đúng vậy. Có khi chúng ta bắt được những cán binh cộng sản thì mình, họ có khi họ có những người bị phỏng này kia thì chúng tôi cũng chữa họ, cũng như chữa là luôn. Thương binh của mình vậy. Đó là cái luật của gọi là hội đồng hồng thập tự quốc tế. Bắt buộc, đúng là cái câu lương y từ mẫu luôn, đúng không anh? Mình phải làm thôi. Nhưng mà bây giờ em nghĩ là quý khán thính giả cũng đang muốn có những câu hỏi về anh bác sĩ Trung Chỉnh, bác sĩ ca sĩ Trung Chỉnh, thì quý vị hãy gọi vào số 7149337877 để cùng nhau mình chia sẻ với anh Trung Chỉnh. Và thưa anh, hồi nãy là em nói là đầu giờ là em mời anh hát một bài mà anh thích nhất khi mà anh ra chiến trường, mà khi mà anh nhớ về nhà, cái bài nào anh thích nhất em mời anh hát để có thể tặng cho anh, các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và khán giả đang thưởng thức chúng ta hay không? Dạ vâng. Thực ra thì cái bài này tôi hát sau này trong một cái Asia, không nhớ là 70, 71 gì đó, cái bài Những Ánh Mắt Hòa Châu. Bài chung nữa tôi sẽ trình bày. Em mời anh Trung Chỉnh. Mời anh. Chắc khán giả đang chờ đợi anh lắm, mời anh. Vâng. Ok. Nhưng đó
ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ mệt mỏi tên em. Ôi đẹp làm sao màu hoa châu, đêm đêm tô son tô phấn những con đường. Sông chảy xuôi đêm trường, ôi những dòng sông nhẫn nhục đau thương. Dưới ánh châu hồng, anh ngồi gọi thầm tên em. Mơ một ngày mai trên lối về, nhưng đóm mắt hoa châu là hoa đắng ngày cưới. Khi chiến tranh hết rồi, tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ miệt mài yêu thương. Có nhau trong đời đêm trường không sợ miệt mài yêu thương. Xin cảm ơn quý vị. Công nhận là cái giọng ca của anh Chỉnh thật là mạnh, giống như hồi anh, em nghĩ là hồi anh hai mấy ba chục tuổi vậy. Cảm ơn. Vẫn còn phong độ giờ trước mặt chúng em là một người ca sĩ vẫn phong độ như hồi chúng em mới lớn thấy thấy được anh ở trên TV cũng như là ở ngoài đường giống phường Huế thấy. Ê, cảm ơn và xin phép anh Chỉnh cho em đọc những cái lời chia sẻ của khán giả đến với chương trình thưa anh. Trước tiên là lời chia sẻ của chị Nghiêm ở Sacramento muốn hỏi nghĩa sữa có phải là con của chị Dung và anh Tân đánh đàn ở nhà hàng Maxim Sài Gòn hay không, vì chị muốn biết tin tức của chị Dung. Nghĩa sữa trả lời chị đi nghĩa sữa. Em là em không biết chị Dung không? Không biết chị Dung. Vậy là không phải con của chị Dung chưa chị. Thưa chị Nghiêm. Dạ vâng. Sau đây là lời chia sẻ của anh Phương gọi từ San Diego muốn hỏi hai chị Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan và anh Trung Chỉnh về tên của một bài hát dành cho Hải quân lục chiến, Thủy quân lục chiến hay là Hải quân ở đâu trong đây Thủy quân lục chiến. Anh chị nhớ lời của bài hát như sau: tháng giêng sư huynh ra đúng Huế yeah. Cố đô hoang vu điêu tàn yeah. Sân trường chiều nay vắng bóng tóc thề em trích khăn tang. Thì đó là bài đó của ai? Đó em? Là bài hành trình thủy quân lục chiến 12 tháng anh đi. Wow. Hành trình 12, wow. 12 tháng anh đi. Anh có thuộc bài đó không? Hồi xưa thuộc nhiều lắm, bây giờ nhớ mơ màng. Anh có thể hát một hai câu giêng, đi. Dạ, dạ. Tháng giêng sư quân ra Huế cố đô hoang vu điêu tàn, bãi học chiều em vắng bóng gì đó những gì đã chích khăn tang. Dạ, tháng hai về tránh vé đô cơ mắc qua cho một đại khái như vậy. Wow. Hay quá. Dạ. Chú đó là bài gì thưa anh nói lại. Hành trình 12 tháng anh đi. Hành trình 12 tháng anh đi tức là viết về thủy quân lục chiến. Đúng rồi, thủy quân lục chiến. Em chỉ nhớ bài vùng lên binh đoàn ta thủy quân lục chiến đồng dạ. Tâm muôn cô hô xa trường mô tiết. Em dạ. Chỉ nhớ bài đó thôi. Thưa anh đang yêu thủy quân lục chiến cái màu áo này và nghĩa là yêu cả người thủy quân lục chiến. Em bật mí anh vẫn còn nhớ một bài hát bật mí là yêu người thủy quân lục chiến vô cùng luôn. Bây giờ chương trình chúng ta cũng đã vào một cái lời hứa là tìm mộ của những binh sĩ đã bị mất tích thất lạc thân nhân, thì có anh Nguyễn Sơn Hải ở Việt Nam đã tìm ra được những ngôi mộ đó. Thì bây giờ Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế xin phép quý vị cho được đọc những ngôi mộ đã bị không còn thân nhân để ai mà có là thân nhân thì xin liên lạc với anh Hải chút xíu. Trang Thanh Lan sẽ đọc lại số phone của anh Hải sau. Người thứ nhất là
Đinh Văn Hảo tử trận ngày 30 tháng 9 năm 1969. Người thứ hai, tức là người này là người thứ 12 chứ không phải là thứ hai nha quý vị. Tại vì kỳ rồi đó, chương trình đã đọc hết 10 ngôi mộ rồi. Dạ, thì bây giờ là mỗi tuần thì chúng tôi sẽ đọc 10 ngôi mộ để thân nhân hoặc những người quen biết có nghe được á, thì nhắc nhở dùm, báo tin dùm cho mọi người. Ngôi mộ Nguyễn Pho hay Nguyễn Phô, số quân 57/216504, tử trận ngày 1 tháng 2 năm 1968, Nguyên Quán, Đại Lộc, Quảng Nam, tiểu đoàn 2/1, đại đội 5. Người thứ 13 là binh nhất Cao Văn Thời, sinh năm 1944 tại Phú Nhuận, Sài Gòn, con của ông Cao Văn Vinh, bà Phạm Thị Mười, tử trận ngày 1 tháng 2 năm 1968 tại Quảng Trị, tiểu đoàn 2/1. Ngôi mộ Nguyễn Văn Vào, số quân 64/103267, tử trận tại Mỹ và có chữ T chấm chấm chấm, tất nhiên là ngôi mộ này bị mờ cho nên không có biết, chỉ có số quân thôi thưa quý vị. Số quân là 64/103267, tên là Nguyễn Văn Vào. Dạ. Người thứ 15 là Phạm Văn Hải, số quân là 65/175503, sinh năm 1945 Long An, cha Phạm Quế, mẹ Nguyễn Thị Ngọc, tử trận ngày 28/2/1968 tại Quảng Trị. Thiếu úy Lê Khắc Minh, số quân 66/139428, sinh ngày 23/9/1946 tại Thanh Cẩm, Hương Yên, tiểu đoàn 2/2, tử trận ngày 12/2/1968. Người số 17, hạ sĩ Hồ Văn Quân, số quân là 64/208306, sinh tại Phú An, Mộ Đức, Quảng Ngãi, tử trận ngày 4/2/1968, tiểu đoàn 2/2. Hạ sĩ Lê Văn Thành, 57/000304, số quân 57/000304, Cai Lậy Định Tường, tử trận ngày 4/2/1968, tiểu đoàn 2/2. Người thứ 20 là hạ sĩ Lương là chữ H rồi Cường, tiểu đoàn 2/1, tử trận ngày 1/2/1968. Và quý vị nào là thân nhân của những vị tử sĩ này muốn tìm mộ, xin liên lạc với anh Nguyễn Sơn Hải, số phone 8416998 14857. Kính chúc linh hồn của các vị sớm về cõi Phật nước Chúa. Dạ vâng, quý vị nào mà có những câu hỏi thắc mắc hoặc là những câu hỏi gọi vào cho chương trình, hoặc là hỏi thăm bác sĩ ca sĩ Trung Chỉnh, thì quý vị gọi vào 714-933-7877, 714-933-7877. Bây giờ chúng ta đang nói về những ngôi mộ thì bác sĩ Trung Chỉnh của chúng ta đây đang có một cái chương trình rất là quy mô mà rất là đầy lòng từ thiện bác ái thưa quý vị. Em muốn nói tới chương trình xây nghĩa trang quân đội Biên Hòa của anh Trung Chỉnh đó thưa anh. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, cách đây khoảng 5 năm thì có một nhóm anh em cựu tù binh chính trị ngồi lại với nhau để thành lập một cái ủy ban vận động xây dựng nghĩa trang quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, tức là nghĩa trang Biên Hòa hải ngoại mà mình làm ở đây chứ không phải là mình làm ở Việt Nam. Tại vì mấy các anh em nhìn thấy là cái nghĩa trang Biên Hòa ở Việt Nam đó đã bị bỏ hoang phế mà không có ai săn sóc. Những ngôi mộ đó nằm ở trong cái có nhiều cây cối cao lắm, nó mọc lên đó thì rễ nó xuyên chằng chịt. Giờ các ngôi mộ của các chiến sĩ của mình, thành ra các anh em đau lòng mới là định là thành lập nghĩa trang quân đội ở đây. Dạ. Dạ, cái nghĩa trang đó thì nó ở, dĩ nhiên là ở Cali, nhưng mà dạ, ở vùng nào thế, ở phía nào? Giờ nó nằm ở phía bắc của Cali, thì chúng tôi mua được một cái sở đất nằm ở gần gọi một cái tỉnh gọi là Victorville. Gần đó, nhưng mà nó đi lên khoảng Adelanto, tức là nếu quý vị nào ở Cali thì biết đó là cái gần cái thiền viện Chân Nguyên, cái chùa Chân Nguyên. Dạ, dạ. Cách đó khoảng 18 mai thì chúng tôi đã mua rồi và chúng tôi trả đất dần dần, và hiện nay còn thiếu khoảng 100.000 đô la nữa. Dạ. Chúng tôi đang cố gây quỹ để chúng tôi trả cho xong. Đang cho năm tới đó, nếu mà mình có tiền bắt đầu mình xây dựng từ từ. Dạ. Tại vì mình cũng chắc là mình cũng không thể nào mình có ngay được một số tiền lớn. Dạ. Cho nên mình gây quỹ tới đâu mình làm tới đó, chẳng hạn. Dạ. Đầu tiên mình làm cái cổng, rồi mình. Dạ. Làm cái nhà hành chánh, sau đó mình làm một cái nghĩa dũng đài, tức là một cái đền tưởng niệm
trong đó nó có cái 6 cái bức tường đen mình ghi tên các tử sĩ giống như bức tường đen ở Washington DC vậy. Dạ. Cái chương trình rất là quy mô mà rất là có ý nghĩa. Mà thưa anh, em xin nhắc lại Phương Quế là cái động cơ nào mà giúp anh có một cái ý tưởng cao đẹp như vậy là muốn xây một cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa tại hải ngoại này thưa anh? Dạ, đó thì hồi nãy có trình bày sơ qua, tức là các anh em cựu tù nhân chính trị đã thấy cái nghĩa trang bên nhà đã bị bỏ hoang đó. Dạ, thành ra mấy anh nghĩ rằng cần phải làm cái gì đó. Thứ hai nữa là thực sự mà nói đó là đa số các anh em cựu chiến binh của mình cũng như các cán bộ rồi các quý vị hồi xưa trong ban hành chánh cảnh sát rồi địa phương quân nghĩa quân thì đa số thì họ đã có đất đai mua ở đây rồi. Tuy nhiên cũng có một số vị cái vấn đề phương tiện mà chôn cất cũng còn hơi hẹp hòi. Cho nên là các anh em cũng muốn có làm một cái gì đó để giúp đỡ những người đó, tại vì cái này của mình mua đất mình làm được đó thì nó tính cách là free. Tức là ai mất mà không có cái điều kiện để mua đất mà chôn cất thì chúng ta sẵn sàng. Tức là tất cả những quý vị nào mà làm việc hành chánh chứ không phải là những người lính đi hành quân hay là thuộc về quân đội, tức là quân dân cán chính đều được tới nằm ở cái chỗ này. Quân cán chính. Quân cán chính. Tức là mình có làm việc. Dạ vâng. Thì cái chương trình này rất là ý nghĩa. Thì mong rằng quý vị ở khắp nơi đang theo dõi chương trình Tiếng Hát Hậu Phương, nếu quý vị có điều kiện và thấy rằng cái chương trình của bác sĩ Trung Chỉnh cùng một số anh chị em ở đây mà chương trình gây dựng nghĩa trang mà có ý nghĩa thì xin quý vị hãy mỗi người giúp một bàn tay. Quý vị có thể gửi thơ, gửi chi phiếu về thì chúng tôi sẽ đọc lại cái trên màn ảnh, chúng tôi sẽ có những cái số điện thoại và những cái địa chỉ cho quý vị gửi về. Nhưng hiện giờ thì chương trình chúng ta xin tạm ngưng đi là bởi vì để cho mình chạy một số thông tin thương mại của đài. Dạ, phần sau là chúng em cũng sẽ nói tới cái chúng ta sẽ trở lại. Dạ vâng, mời quý vị theo dõi phần thông tin. Dạ vâng. Dạ, trước khi chúng ta chia sẻ với anh Trung Chỉnh chương trình xây nghĩa trang quân đội Biên Hòa tại hải ngoại thì Trang Thanh Lan xin phép quý vị cho Trang Thanh Lan được đọc những lời chia sẻ với anh Trung Chỉnh. Anh Nguyễn Nhân Quyền, anh là em ruột của thiếu tá Nguyễn Văn Kim, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7. Vì bác sĩ Trung Chỉnh là cùng chung tiểu đoàn với anh Kim nên anh Quyền muốn hỏi xem bác sĩ Trung Chỉnh có còn nhớ đến anh hay không. Anh muốn gửi lời thăm đến gia đình bác sĩ Trung Chỉnh. Dạ, cảm ơn anh Quyền. Dạ. Dạ vâng. Xin cảm ơn. Dạ, tôi biết ông thiếu tá Kim. Dạ vâng, ông ở tiểu đoàn 7. Vâng, ông có cái cây súng lục của rulo theo cái kiểu cảnh sát đó. Dạ. Dạ, ông thích mang cái đó lắm. Mặc dù chúng tôi là mang côn 45 nhưng mà ông mang cây súng đó, tôi không nhớ là súng gì. Ông dáng người cũng hào hoa phong nhã lắm. Dạ. Hào hoa bằng anh không? Không dám đâu. Dạ. Dạ vâng, sau đây là chia sẻ của chú Hiệp Trương gọi từ San Jose. Chú cảm ơn chương trình Tiếng Hậu Phương đã nhắc lại nhiều bài hát từ thời Việt Nam Cộng Hòa. Chú gửi lời thăm bác sĩ Trung Chỉnh vì tiếng hát rất hay. Chú rất yêu thích chương trình này. Dạ, cảm ơn chú. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn chú. Sau đây là lời chia sẻ của Quang gọi từ Atlanta. Muốn hỏi anh Trung Chỉnh có ra CD mới hay không? Quang muốn yêu cầu anh Trung Chỉnh hát một bài hát bất kỳ về người lính. Bận quá. Hồi lúc mà lúc Việt Dũng còn sống, Việt Dũng cứ bảo là anh phải kiếm 10 bài anh đưa cho em để mà em làm một cái CD. Rồi nó cứ rồi tới giờ này cũng chưa làm được mà Việt Dũng đã mất rồi. Chắc có lẽ tới một lúc nào đó cũng phải làm thôi. Em nghĩ vậy. Em thấy anh bận rộn quá, vừa bác sĩ mà bệnh nhân. Thưa quý vị, bệnh nhân của bác sĩ Trung Chỉnh phải nói là ngồi rất là đông mà sắp hàng rất là dài, mỗi lần đi là chờ đợi lâu lắm quý vị. Chứng tỏ rằng bác sĩ Trung Chỉnh là một người khám bệnh giỏi và hát cũng rất hay. Dạ, cho đây nên là có hai nữ bệnh nhân. Hai bệnh nhân này là bệnh nhân thường xuyên mà nghĩa sửa cũng sắp sửa là bệnh nhân bác sĩ. Dạ vâng. Sau đây là lời chia sẻ của anh Sơn. Lúc trước có hành quân chung với anh Trung Chỉnh trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Dạ vâng. Và cuối tháng 8 thì diễn quân ở Quảng Trị thì anh Trung Chỉnh có hát một bài có tên Nàng. Đó, thấy không? Bài hát nãy em nhắc. Wow. Dạ. Cùng ca sĩ Hoàng Oanh. Anh muốn hỏi xem anh Trung Chỉnh còn nhớ kỷ niệm này hay không? À, anh nhớ. Dạ, cái bài Nàng thì lúc mà tôi ở ngoài thu lục chiến tôi hát hoài. Dạ vâng. Thì thực ra thì cũng chỉ hát trong cái phạm vi của trong cái sư đoàn thu lục chiến, tại vì chúng tôi đâu có được đi đâu. Ở Quảng Trị đóng quân ở đó 3 năm thì thỉnh thoảng về Huế
rồi vui chơi một đêm, rồi hôm sau là trở về ở Quảng Trị, thành ra là không có đi, không có đi dự những cái show giống như bây giờ mà mấy cô đi dự vậy. Còn lời chia sẻ còn lời chia sẻ nữa là, đọc tiếp là, đi. Dạ, vâng. Anh Huệ gọi từ Texas. Lúc trước anh cũng ở trong không quân, lúc đó khoảng năm 1971 và 72 anh có nghe tin đại úy bác sĩ Trung Chỉnh đã tử trận. Tuy nhiên sau khi qua Mỹ thì anh thấy không đúng như vậy, anh rất thắc mắc tại sao lại có thông báo như vậy. Nếu anh Trung Chỉnh biết lý do thì xin trả lời thắc mắc này. Dạ, cảm ơn anh. Anh Huệ anh Huệ nhớ rất đúng. Tôi ra trường, tôi đã trình bày, tôi gia nhập thủ lục chiến 1 tháng 4, tức là tháng 2 tôi về thủ lục chiến, 1 tháng 4 thì tung ra Quảng Trị. Lúc đó chúng tôi quần thảo với quân Cộng sản Bắc Việt, có thể nói là ngày nào cũng đụng trận. Nhưng mà có những ngày thì cũng tương đối rảnh rỗi. Một hôm đó, tôi nhớ là ngày 17 tháng 4, thì có hai anh ở trong cái biên đoàn văn nghệ trung ương ra quay phim để làm phóng sự chiến trường. Thì ông vô, ông gặp ông tiểu đoàn trưởng của tôi. Rồi tôi cũng đã tới đó nói chuyện, thì mấy anh gặp tôi, mấy anh chỉ mặt tôi, ông nói ở Sài Gòn người ta đồn ông chết rồi. Lúc mà cũng nhờ cái tin đó thì cho tới ngày 19 chúng tôi kéo về Ái Tử, thì ngày 23 chúng tôi về Huế. Thì ông lúc đó ông đại tá Lân, ông chưa lên tướng. Ông nói là cho Hoàng Chỉnh nó về Sài Gòn để cải chính báo chí. Đó thì ngày 24 tôi được về Sài Gòn. Đó thì thực ra đó thì là có lẽ người ta nhầm với cái tên của anh Dũng Chinh. Mà anh Dũng Chinh đã mất trước đó rồi, đã mất trước đó một ít lâu rồi. Dạ. Anh Dũng Chinh đặt cái bài những đồ hoa sim đó. Dạ vâng, họ nhầm với cái tên đó, thành ra họ đồn là tôi chết. Mà tôi về tôi thấy đúng là tờ báo là đăng tin tôi chết. Không sao, sanh dữ tử lành anh Chỉnh ơi. Dạ vâng, thì cũng mong về. Rồi tôi tới báo chí thì tôi cũng xin họ đăng đính chính cái tin đó. Thành ra lúc là ngày 24 tây tháng mấy anh ha? Tháng 4. Là vậy là anh về Sài Gòn luôn. Về Sài Gòn không, về được có mấy ngày thôi. Dạ. Ngày 27. Anh lợi dụng về phép luôn. Tôi ngày 27 tôi là phải trở lại. Lên đâu dám lợi dụng. Cũng được 3 ngày. Còn một câu chia sẻ với anh Trung Chỉnh đây, là của anh Tài Nguyễn ở New Orleans. Vì anh trước đây cũng ở trong quân đội, hay nghe bài hát Hành Trang Giả Từ và Ngày Tròn Tuổi Lính. Hôm nay rất mong anh Trung Chỉnh có thể hát lại một bài, một trong hai bài trên. Xin cảm ơn. Hành Trang Giả Từ lâu quá không nhớ. Ngày Tròn Tuổi Lính thì hồi xưa hát nhiều, nó hát hoài. Đó trên đài bán sóng nhạc đó, nghe hoài đó. Nhưng mà xưa thu thật với anh thì tôi mấy cái bài đó tới giờ này không nhớ. Tại vì sự thật mà nói anh Trung Chỉnh là còn phải đi làm hành nghề bác sĩ nữa, cho nên là cái thời gian đi hát ảnh cũng ít lắm. Anh không có thuộc nhiều bài. Những cái bài mà thâu dĩa, thường thường mình cầm cái bài mình hát. Cho nên là mình không có thuộc những bài mà mình bây giờ mình bắt đầu vô cái chương trình xây dựng nghĩa trang với anh Trung Chỉnh đi. Em nghĩ là trong cái trong công trình xây dựng nghĩa trang này, trong lúc mà anh làm việc như vậy, trong lúc anh đang quy động như vậy, thì anh có một cái khó khăn, cái trở ngại gì không thưa anh? Cái khó khăn vẫn là làm thế nào cho bà con tin cậy để họ có thể mà đóng góp với mình. Đó. Thì chúng tôi đã dùng rất là nhiều cách, kể cả là chúng tôi mượn một cái trang báo của Việt Báo mỗi thứ bảy thì chúng tôi có viết bài trong đó để phổ biến những cái tin tức cái công trình của mình đó. Thì như có thưa với quý vị là đất thì chúng ta đã mua rồi, mặc dù chúng ta chưa trả hết. Từ đây tới cuối năm thì các anh em cố gắng làm thế nào tìm cách để trả cho xong. Rồi qua năm tới là chúng ta bắt đầu xây dựng từng phần. Chúng ta bắt đầu từ cái cổng, thì tôi nghĩ rằng mấy anh kiến trúc sư của chúng tôi sẽ chiết tính ra để coi, ví dụ cái cổng là mình làm khoảng cỡ 100.000, tôi nói ví dụ tòa nhà hành chánh cỡ 100.000, nhưng mà cái đền tưởng niệm đó thì là nhiều tiền hơn, là tại vì chúng ta làm một kỳ đài cao của cái của cờ vàng ba sọc đỏ, rồi chúng ta có tượng của 5 ông tướng Tuấn Tiết, rồi chung quanh đó là 6 bức tường đá đen để ghi tên các tử sĩ, thành ra cái công trình đó thì lớn, công trình rất là lớn, tốn nhiều tiền hơn, nhưng mà chúng ta sẽ làm từ từ. Nhưng mà hiện giờ là mình còn thiếu bao nhiêu tiền, anh có thể nói là mình đóng tiền mà cách nào thưa anh? Đóng tiền chúng tôi có cái địa chỉ, quý vị trên đài nhìn trên đài đó là 9882 Bosa Avenue, Westminster, California 92683. Cái check thì đề là nghĩa trang. Đề là nghĩa trang biên hòa anh ạ. Nghĩa trang biên hòa. Có thể điện thoại đó anh hả? Dạ có thể điện thoại là 714-418-9790. 714-418-9790. Hỏi thêm chi tiết. Và mình có cái website nào mà để cho Cái website đó là nghĩa trang biên hòa.org.
dạ. Tức là org nhờ chấm org để vào đó để xem tất cả những cái tin dạ vâng mỗi ngày mình là chi phí như thế nào dạ thì những cái gây quỹ mà em đã từng đi hát gây quỹ với Trang Thanh Lai đi hát gây quỹ cho chương trình xây dựng này cũng đã tổ chức cũng là cả năm nay rồi anh có hai năm nhiều lần rồi nhưng mà vẫn còn phải tiếp tục là bởi vì trong những lần mình gây quỹ đó có những khi mình gây quỹ á mình cũng mọi người đến rồi mình có chương trình sổ số anh hả mình làm ở nhà hàng cũng nhiều lắm thì cũng cái đóng góp đó cũng một phần nào thôi mà hiện giờ thì em nghe nói là mình còn thiếu nợ cái đất thôi là bao nhiêu bây giờ còn trăm nghìn mỗi lần mình trả góp bao nhiêu anh mỗi 6 tháng mình trả 24.000 tới tháng 10 thì mình trả một kỳ nữa. Trang Thanh Lan kêu gọi quý vị các quý vị nghe đài cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và gia đình nên hỗ trợ với anh Trung Chỉnh để chúng ta có thể có một cái kinh phí để cho anh Trung Chỉnh hoàn thành cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa tại tại hải ngoại. Thì nghĩa cử đó quá là cao đẹp, Trang Thanh Lan nghĩ là chắc quý vị không nỡ từ chối để mỗi người góp một bàn tay để chúng ta nhớ ơn những anh chiến sĩ, những người đã bỏ mình vì tổ quốc, để giống như là mình có những cái tương lai sau này có quân cán chính hả anh? Quân cán chính có nơi ăn nghỉ đẹp rồi thơ mộng tại chỗ đó có bộ hơi thơ mộng đó anh. Thí dụ như tụi em mất vô được không anh? Không được. Tại em là dân hả? Dân không được. Đâu có em là lính à? Em bị đoàn văn nghệ trung ương đó. Có số quân đàng hoàng không? Không, không có số quân nhưng mà tới đây mọi người đều biết không. Dân vận chiêu hồi, phủ tướng ủy dân vận chiêu hồi của có thể được, có thể được. Vậy đó. Rồi, em được. Cũng có công tác cho em cũng phải được chứ sao không được, em cũng được. Bây giờ em xin số quân. Chỉ sợ là lên đó nằm xa xôi hoang vắng mấy cô không chịu nằm nữa chứ. Không, dạ. Đó là tìm gì cho mình. Đúng rồi, nó nằm cạnh đồi. Nếu mà anh nghĩ là nếu mà có một cái kinh phí rồi thì chừng nào mình mới hoàn tất xong cái nghĩa trang thì anh? Có lẽ cũng phải từ 3 tới 5 năm nữa. Nhưng mà Quế thấy như vậy nè, thưa quý vị, anh Trung Chỉnh, Quế ngồi Quế thắc mắc hoài à. Anh là một người bác sĩ, anh ca sĩ, tức là cái đời sống, cái điều kiện vật chất của anh Trung Chỉnh không có thiếu cái gì hết. Mà anh tại sao anh lại hy sinh, anh đi làm những cái việc mà không ai bắt anh phải làm hết. Nhưng mà từ cái trái tim của anh, Quế nghĩ rằng từ cái trái tim, cái tấm lòng của anh, anh tự anh góp sức, góp công. Mà nhiều khi Quế thấy rằng anh cũng bỏ cả tiền bạc của anh vào nữa, chứ không phải là công sức không đâu, mà anh làm bằng một cái tất cả cái trái tim nhiệt tình như vậy. Thì Quế thấy rằng Quế rất là ngưỡng mộ anh. Cho nên những lần mà anh tổ chức gây quỹ là sẵn sàng lúc nào em cũng có mặt. Và cái Quế đi khắp nơi để mà kêu gọi xin tất cả quý vị hãy góp một bàn tay. Lúc nào Quế cũng yêu cầu để xin làm sao mà làm được cái mộng ước xây một nghĩa trang quân cán chính này. Đó là những cái mà em thấy anh không cần phải làm cái chuyện này, nhưng mà anh làm bằng tất cả trái tim để cho mọi người thấy rằng đây là một việc làm tâm huyết của anh. Và Quế nghĩ rằng cũng tâm huyết của những người sống ở trên ở bên hải ngoại này, cũng như là cái tương lai về sau, nhiều khi mình ai thì cũng có một chỗ để mà đi về thì mình sẽ đi về đâu. Nếu mà mình có một cái nơi mà tốt đẹp như vậy thì Quế nghĩ rằng nếu dù chúng ta ở xa, chúng ta không có ở Cali, nhưng mà mong rằng quý vị hãy tiếp tay với anh Trung Chỉnh cũng như là với cái ban. Nhà Trang Thanh Lan cũng xin đọc lại một lần nữa địa chỉ mà quý vị có thể gửi chi phiếu về, đó là 9882 Bosa Avenue, Westminster, California 92683, và số phone của anh Trung Chỉnh là 714-418-9790. Dạ, 418-9790 thưa quý vị. Và sau đây thêm một lời chia sẻ nữa thưa quý vị của anh Trần Nhất gọi từ Phoenix, Arizona. Ngày xưa hồi 1975, anh hay nghe tiếng hát của anh Trung Chỉnh và rất thích giọng hát của anh. Đó là giọng nam ca sĩ mà anh rất hâm mộ. Anh Nhất rất ngưỡng mộ bác sĩ Trung Chỉnh vì có nhiều tài năng và đóng góp phần xây dựng nghĩa trang quân đội ở hải ngoại. Dạ, cảm ơn. Cái nghĩa cử này thì Trang Thanh Lan thấy là chúng ta cũng nên cảm ơn Trung Chỉnh để đã nghĩ tới những cái công lao của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, nhớ tới ơn các anh, rồi cái những người sau này nữa cũng sẽ cũng phải, ai cũng phải vào một con cái con đường đó mà thôi thưa quý vị. Thì
mọi chi tiết thì Trang Thanh Lan cũng đã đọc rồi, và quý vị cũng nên trong tương lai thì anh Trung Chỉnh cũng sẽ có một cái show để làm gây quỹ để cho nghĩa trang quân đội Biên Hòa Hải Ngoại đó, thưa quý vị, và quý vị nhớ đón coi nha. Và sau đây Trang Thanh Lan thấy có một lời chia sẻ nữa nè của ông của cô Ánh ở New York. Cô muốn hỏi bác sĩ Trung Chỉnh, lúc trước ở Mỹ Tho có biết Trần Bá Vạn, tổng giám thị ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Cô Ánh trước đây học ở trường Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho, và cũng hỏi bác sĩ có biết cô Trần Nguyệt Ánh là con của ông Trần Bá Vạn hay là không? Dạ biết. Cái này hơi nguy hiểm. Dạ vâng. Cô Ánh đó là người vợ đầu tiên của tôi. Dạ vâng. Ông Vạn đó là chính là ông tổng giám thị, đó là ông bố vợ. Mà chúng tôi đã ly dị với nhau từ khoảng những năm 67-68. Lệ so xưa rồi đó không? Dạ dạ. Và anh như vậy là xưa thật là xưa rồi. Xưa là xưa. Nhớ mấy cho vợ. Nhớ mẹ kể đêm mưa phải không anh? Cái đó là chắc chị Ánh ở New York chắc cũng nghe câu trả lời của anh Trung Chỉnh. Cảm ơn chị lại quan tâm tới chương trình cũng như là thương mến Tiếng Hát Hậu Phương để mà gọi vào. Bây giờ anh có muốn gửi một cái lời nào đó, kêu gọi nữa như thế nào với quý vị khán thính giả đang nghe đài, hay một lời nhắn nhủ nào đó của anh? Cảm ơn Quế. Kính thưa quý vị, đây cái công việc làm này không phải của riêng cá nhân tôi mà là của một nhóm các anh em cựu tù nhân chính trị có tâm huyết ngồi lại với nhau, và chúng tôi sau này có thêm một số nữa các anh em cũng đồng chí hướng và nhận thấy đây là một cái công trình có ý nghĩa lịch sử, cho nên là chúng tôi cố gắng để mà chúng tôi thực hiện cho bằng được. Thì chúng tôi kêu gọi quý vị hàng tâm hàng sản, xin quý vị hãy cùng chúng tôi góp một bàn tay để chúng ta thực hiện cái công trình này sớm được thành tựu. Cảm ơn anh. Như lời anh Trung Chỉnh vừa nói, thưa quý vị, thì chúng ta mỗi người có thể là chúng ta bớt một tô phở, một buổi đi ăn nào đó của gia đình chúng ta, mà chúng ta có thể đóng góp vào một việc làm rất là ý nghĩa, thưa quý vị. Và bây giờ thì có những cái quý vị thính giả cũng yêu cầu anh hát cái bài Nàng, mà anh không thuộc bài Nàng thì có thể anh hát một cái bài nào đó được không? Được, được chứ. Em là khán giả rất thích nghe anh hát. Em rất thích. Sau khi anh hát Chỉnh rồi thì sẽ ủng hộ ha. Em thích thích anh Trung Chỉnh nói cái giọng miền Nam mà em nghe quen thuộc lắm. Được, được chứ. Được. Nghe rất là dễ thương. Dạ, dạ. Tình tư của lính. Dạ, đó, cái bài đó nghe rất nhiều khán giả yêu cầu anh hát. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn quý vị đã yêu cầu, thì tôi xin hát bài thứ hai là cái bài tương đối cũng khá phổ biến, đó là cái bài Tình Thư Của Lính. Từ khi anh thôi học và từ khi anh khoác áo kaki, khi anh xa nhà một nghìn đêm nhung nhớ giữa trời mây, ngày trăng đêm di hành và tưởng khi dừng bước giữa hoang vu, một thằng ước ao để một thằng khát khao, còn mình thì nằm đêm sau. Đồn anh bên sông Cạn và hoàng hôn ưa tắm đáy sông thơ, nhiều tên trong đơn vị thường đùa anh chiến sĩ của mộng mơ. Nhiều khi đôi ba thằng chiều chiều ra bờ vắng ngắm mông lung, một thằng nhớ em để một thằng nhớ thêm, còn mình tìm hình lấy xem. Thứ của lính không xanh màu trời như mong nhớ đâu em, thứ của lính không thơm nồng hương, không nét hoa đa tình. Thứ của lính ba lô làm bàn nên nét chữ không ngay. Thứ của lính ghi giữa rừng cây khi anh nhớ em thật đầy. Chiều hôm kia thăm làng tiểu đội anh ra đứng gác ven danh,
cô đi trên đường đẹp tựa như em khóc lúc giận anh. Để cho anh nghe thèm một chiều xưa ngời sáng áo em xanh. Thèm một nét môi một lần về phép thôi và mình thì lại có đôi. Thứ của linh thư không được dài như mong nhớ đâu em. Thứ của linh thư không nồng hương không nét hoa đa tình. Thứ của linh thư không được dài như mong nhớ đâu em. Thứ của linh chấm dứt ở đây sau khi để thêm hai chữ hôn em. Wow, hay quá quý vị ơi. Sôi động. Sôi động. Anh mặc đồ lính anh hát các bạn, yeah. Rất là dễ thương. Dễ thương quá. Và chắc chắn là quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Hậu Phương rất là thích. Và nghĩa là sẽ yêu cầu anh trở lại nữa. Dạ, cảm ơn. Trong tương lai chắc chắn là như vậy. Chắc chắn. Dạ. Thì bây giờ cái chương trình trở lại cái chương trình xây dựng những trang quân đội hồi nãy giờ cho anh chị em chúng tôi đã có nói thưa quý vị. Thì mọi đóng góp thì ở trên màn ảnh, không biết ban kỹ thuật có để trên màn ảnh có một cái tấm hình của cái plan xây dựng nghĩa trang quân đội và bên cạnh đó là có những cái hàng chữ, cái địa chỉ hay chưa? Dạ vâng. Nếu mà mọi chi phí đóng góp thì quý vị có thể gửi về nghĩa trang quân đội Biên Hòa, 9882 Bosa Avenue, Westminster, Cali 92683. Quý vị có thể điện thoại để hỏi thêm chi tiết. Dạ. 714-418-9790. Và nghĩa mình hỏi thăm nghĩa sửa một chút đi. Nghĩa sửa thấy ba bác sĩ Trung Chỉnh, nghĩa sửa có ái mộ không? Rồi, còn ái mộ chứ. Hồi xưa có biết bác Trung Chỉnh không? Hồi xưa còn trẻ thôi, có nghe đó, hồi chú nghe tiếng chú không? Chú với Thiếm là trong marriage là 45 năm. Ừ. Thì con năm nay 47 thì mà nghĩ lúc đó con bao nhiêu tuổi? Không, nhưng mà biết rồi, nhưng mà lúc mà nghĩa lớn lên nghĩa con có nghe chú Trung Chỉnh há không? Con thì lúc mà nhỏ thì con chưa được nghe như chú Chỉnh nhiều. Đúng rồi. Lúc đó mất nước mà sao lâu con vô là cái tuổi của con lúc đó con đâu có nghe được cái nhạc đâu này. Chắc chắn rồi, nhưng mà sau khi nghĩa sửa qua bên Mỹ rồi đương nhiên là phải có nghe tên anh Trung Chỉnh đúng không? Được hơn anh quen. Hồi nãy nghe rủ rỉ với nhau là đang xin làm bệnh nhân của anh Trung Chỉnh. Sau qua thì mới gặp được chú Chỉnh. Nhờ cái chương trình này đó anh, để mình cũng giúp cho những cái người trẻ đó anh chị, người ta hiểu biết thêm về những hình ảnh oai hùng của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Đó, những cái hình giống như theo con nghĩ đó, giống như cái nghĩa trang Biên Hòa mà ở hải ngoại của chú Chỉnh là với làm một số các chú làm đó rất tốt cho mấy đứa nhỏ sau này. Khi mà tụi nó lớn lên, tự nhiên ở hải ngoại, ở nước ngoài có một cái nghĩa trang Biên Hòa và tụi nó sẽ tìm hiểu được cái lịch sử, tìm hiểu được những chuyện rất là hay đó. Rồi cái hình ảnh những người lính, những vị tướng này là ai? Dạ. Tại sao mà những người vị tướng này họ tuẫn tiết? Anh hả? Thì đây là những cái chương trình mà anh ủy ban xây dựng ra thì có thấy rất có ý nghĩa, không phải cho mình đâu. Rồi mai mốt anh em mình lớn tuổi rồi mình cũng phải đi về một cái nơi xa xôi, ai cũng đi về vô thường mà, mình cũng phải đi thôi, nhưng mà con cháu chúng ta sẽ giữ lại những cái di tích lịch sử này, nó hiểu biết thêm và chúng ta Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mãi mãi sống sẽ không bao giờ chết. Chúng ta mất, chúng ta chết, chúng ta không còn ở trên cõi đời nữa, nhưng con cháu chúng ta sẽ duy trì và sẽ giữ những cái di tích lịch sử, những cái oai hùng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đất nước, một cái quân đội rất là oai hùng của chúng ta và rất là kiên cường thưa anh. Theo em thì em đang nghĩ là một lần nữa mình đọc cái địa chỉ với số phone của anh Trung Chỉnh để khán giả có thể gửi chi phiếu về một lần nữa, rồi ba anh em chúng ta sẽ kết chương trình bài một bài hát mà Trang Thanh Lan, chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được nhiều khán giả yêu cầu và các anh chiến sĩ yêu cầu lắm thưa anh. Đó là bài Em Hậu Phương Anh Tiền Tuyến. Thì bây giờ mình nhắc lại số phone lần nữa rồi mình hát cái bài đó. Vâng, hy vọng rằng cái chương trình này, sau khi mà quý vị xem chương trình này thì quý vị mở lòng ra, mỗi người một bàn tay để đóng góp cho chương trình xây dựng nghĩa trang quân đội này. Mọi chi phiếu thì xin quý vị gửi về đây là nghĩa trang quân đội Biên Hòa, với địa chỉ 9882 Bosa Avenue, Westminster, California 92683 và điện thoại là 714-418-9790.
chắc là chúng ta cũng nên hát một bài hát để mà gửi đến tất cả quý vị cũng như là các anh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin cho nói thêm một chút dạ là vâng anh. Dạ vâng, đây là một cái hội non-profit và chúng tôi có giấy phép của California và chúng tôi có giấy miễn thuế của Cali cũng như là của liên bang. Cho nên là khi chúng tôi nhận được tiền thì chúng tôi gửi thư cảm ơn quý vị và chúng tôi trên đó có cái giấy cái ID của cái giấy miễn thuế, chúng tôi có quý vị có thể dùng cái đó để mà trừ thuế. Wow, dạ, vâng, dạ. Dạ. Hay quá. Để quý vị nào mà làm thương mại thì có thể là đóng góp và chúng ta cũng sẽ được khai thuế. Khai thuế, dạ vâng. Okay. Mời nghe sĩ. Rồi dạ mời anh. Chúng ta sẽ cùng hát cái bài Anh Tiền Tuyến Em Bảo Phương. Trọn
đời chúng đôi mãi yêu như ngày cưới, hai đứa kêu nhau mình ơi. Anh sẽ kêu em mình ơi. Ta sẽ kêu nhau mình ơi. Dạ, chương trình Tiếng Hát Hậu Phương đến đây là chấm dứt. Ca Thanh Lao cùng Quế Trung Chỉnh cũng như Nghĩa Sữa kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Hẹn tuần sau cũng vào giờ này, 6 đến 7, 7 đến 8 giờ giờ Cali. Xin kính chào, tạm biệt. Xin kính chào quý vị.